Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đọc sách giữa trưa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một cuốn sách mới của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn. Đó là cuốn Trò chuyện triết học. Đây là cuốn sách tập hợp những bài viết về triết học, về nhập môn triết học, về những con đường để tìm hiểu triết học của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn đã được đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị trong thời gian vừa qua. Và cuốn sách này là sản phẩm hợp tác giữa báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhà xuất bản Tri Thức và công ty sách Thời Đại. Thưa quý vị, nói đến triết học thì người ta thường nghĩ là rất khô khan và khó nhằn, khó nuốt. Thế nhưng mà hy vọng rằng khi đến với cuốn sách Trò chuyện triết học của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn thì quý vị sẽ bước đầu được tìm hiểu triết học, bước đầu được tìm hiểu về những con đường dẫn đến với triết học, sẽ thấy rằng triết học thực ra thì cũng không phải là cái gì quá khô khan, quá khó khăn, mà đó là tất cả những vấn đề chúng ta nhìn nhận cuộc sống, là thế giới quan, nhân sinh quan của chúng ta như thế nào. Nếu như quý vị đã từng biết tới dịch giả Bùi Văn Nam Sơn qua việc dịch các tác phẩm triết học kinh điển, và qua việc ông dịch và chú giải những tác phẩm triết học kinh điển như là Phê Phán Lý Tính Thuần Túy, Hiện Tượng Học Tinh Thần, Phê Phán Lý Tính Thực Hành, Phê Phán Năng Lực Phán Đoán, Bách Khoa Thư Các Khoa Học Triết Học, một là Khoa Học Logic, Bách Khoa Thư Các Khoa Học Triết Học 1, Khoa Học Logic, Các Nguyên Lý Của Triết Học Pháp Quyền. Thì hôm nay chúng ta được trân trọng chào đón ông với tư cách là một tác giả qua cuốn sách Trò chuyện triết học. Và sau đây thì tôi xin trích đọc một số bài viết trong cuốn sách này. Sau khi mà tôi đã chia sẻ với tác giả Bùi Văn Nam Sơn và được sự cho phép của ông. Đầu tiên là bài viết Triết học như một cuộc trò chuyện, được in ở đầu sách như một lời tựa của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên. Ở nơi chợ búa ồn ào bán mua, nơi chợ đời bụi bặm, triết học héo lánh tới làm gì? Có héo lánh tới nổi không? Hẳn nhiều người đã không khỏi ái ngại đặt ra câu hỏi ấy khi thấy trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị, mà như tên gọi của nó là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, nơi tiếp cận thị trường của doanh nghiệp, nói cách khác là một thứ chợ, xuất hiện một chuyên mục gọi là trò chuyện triết học. Với nhiều người, triết học là một cái gì đó cao siêu xa vời, chỉ có thể kính nhi viễn chi, chứ chẳng ăn nhập gì với cuộc sống trần trụi, với thời buổi mà con người phải lặn hụp mệt nhoài trong cuộc mưu sinh, phải nhanh mắt nhanh tay chụp giật cho mình những thứ có thể chụp giật được, phải đối diện với bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thách thức của cuộc sống trước mặt. Nói tóm lại, triết học là một cái gì đó vô bổ, chỉ để dành cho những kẻ dỗi hơi. Ấy thế mà, ngạc nhiên chưa? Kể từ bài đầu tiên xuất hiện vào ngày 25 tháng 5 năm 2010 trên Sài Gòn Tiếp Thị, đến bài cuối cùng được tập hợp trong trò chuyện triết học này xuất hiện trên báo vào ngày 16 tháng 4 năm 2012, qua gần 2 năm với 92 bài báo của tác giả Bùi Văn Nam Sơn, chuyên mục đã được đông đảo bạn đọc đón nhận như một món ăn tinh thần khó có thể bỏ qua khi cầm tờ Sài Gòn Tiếp Thị mỗi thứ tư hàng tuần. Nhiều bạn đọc thuộc nhiều môi trường nghề nghiệp, bối cảnh xã hội, lứa tuổi khác nhau đã phản hồi đầy hứng khởi, như được thỏa mãn một nhu cầu, một khao khát từ lâu không được đáp ứng, dù không phải lúc nào họ cũng đồng ý hoàn toàn với tác giả. Những tưởng trong thời buổi hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh kinh tế khốc liệt, triết học chẳng thể nào có chỗ đứng, nhưng hóa ra những câu hỏi muôn thuở về nhân sinh, về thế giới, đặt trong bối cảnh hôm nay vẫn luôn thôi thúc người ta đi tìm câu trả lời. Và thế là, như một người bạn đồng hành, như một người trò chuyện thủ thỉ, qua 92 kỳ báo, tác giả đã từng bước dẫn dắt người đọc đi vào triết học, làm quen với những khái niệm cơ bản của triết học, với những triết gia,
và những giai đoạn quan trọng của lịch sử triết học, lịch sử tư tưởng của nhân loại. Rồi từ những khái niệm cơ bản của triết học, tác giả dần dần giúp ta tiếp cận dưới giác độ triết học với những vấn đề cụ thể hơn của đời sống, của nhân sinh, như những vấn đề về con người, về tự nhiên và văn hóa, những vấn đề khoa học và giáo dục vừa sát sườn với cuộc sống hôm nay, lại vừa có mối liên hệ sâu xa với những câu hỏi muôn thuở của con người. Và cũng thật lạ lùng, như thấy trước được logic phát triển của sự vật thông qua các hiện tượng trước mắt, cả năm rưỡi trời trước khi xảy ra vụ cưỡng chế đất đai vừa trái pháp luật, vừa trái đạo lý của chính quyền huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, khiến dư luận cả nước phẫn nộ, trong mấy câu mở đầu cho bài mở đầu của chuyên mục tựa đề Tư tưởng đổi thay số phận, bàn về công dụng của triết học, tác giả đã viết: giải quyết lương bổng hay đền bù giải tỏa, chẳng lẽ người ta không một chút thoáng nghĩ đến khái niệm công bằng? Quả đúng vậy, nếu có một chút tư duy về sự công bằng, nếu được hướng dẫn bởi chút ít tư duy triết học về nhà nước, có lẽ những người ra quyết định thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng đã không hành xử như họ đã hành xử. Vậy triết học có công dụng đấy chứ? Tuy nhiên, đó không phải là thứ công dụng trước mắt, công dụng mì ăn liền. Như tác giả viết, triết học không phải là công cụ, không phải là phương pháp. Ta không đến với triết học để tìm ra những giải pháp nhanh chóng, nhất thời, mà để phát hiện những con đường xưa nay chưa biết để đi đến giải pháp. Nói cách khác, nó như một ngọn đèn, một tia sáng soi đường, giúp ta hiểu hậu cảnh, quyết định có cơ sở, hành động có trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả, truyền thông rõ ràng, sống thanh thản, hạnh phúc. Trong ý hướng đó, Sài Gòn Tiếp Thị và Công ty Sách Thời Đại trân trọng giới thiệu đến bạn đọc trò chuyện triết học của nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn. Tôi xin phép được đọc lại. Trong ý hướng đó, Sài Gòn Tiếp Thị và Công ty Sách Thời Đại trân trọng giới thiệu với bạn đọc trò chuyện triết học của nhà nghiên cứu triết học, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn. Hy vọng cuốn sách giúp thỏa mãn phần nào một nhu cầu không thể thiếu, dù đôi khi tiềm ẩn, của người đọc. Đây là bài viết có tên đề là Triết học như một cuộc trò chuyện của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên, như một lời đề tựa. Hy vọng rằng quý vị có thể chia sẻ được nhiều hơn, tìm được nhiều chia sẻ hơn khi quý vị trực tiếp đọc cuốn sách trò chuyện triết học của nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn. Chúc quý vị và các bạn có thể tìm được nhiều chia sẻ hơn trong cuốn sách này khi mà tận tay đọc nó, chứ không phải là chỉ nghe những lời giới thiệu ở trên đọc sách giữa chiều của tôi. Thân ái, chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.